Theo Bệnh viện Bạch Mai, nơi này liên tục ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do tự ý điều trị đái tháo đường bằng viên tiểu đường hoàng. Đã có 4 trong 5 số bệnh nhân phải nhập viện tử vong. Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường cách đây 3 năm nhưng không điều trị bằng thuốc Tây y theo chỉ định của bác sĩ mà dùng thuốc tiểu đường hoàng, mỗi ngày uống 8 viên. Trước lúc vào viện, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, kém ăn, buồn nôn. Gia đình đưa bệnh nhân vào một bệnh viện ở gần nhà điều trị. Sau đó, bệnh nhân đau bụng nhiều, khó chịu, được chẩn đoán là sốc nhiễm vi khuẩn đường tiêu hóa, suy đa tạng, được điều trị tích cực, lọc máu 4 lần nhưng tình trạng không được cải thiện. Đáng trách là các bệnh nhân biến chứng nặng đều có tiền sử mắc bệnh tiểu đường nhiều năm nhưng không điều trị bằng thuốc Tây y mà tự điều trị bằng viên tiểu đường hoàng, màu xanh hoặc màu đỏ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác, được bán tràn lan. Người dân cần lưu ý điều này để có cách ứng xử với tình trạng bệnh của bản thân phù hợp.